Các bạn thân mến, hôm nay mời các bạn hãy cùng với mình xem anh Gara Quốc Việt ở tại là Tân Châu, Di Linh, Lâm Đồng. Anh chế một anh chế cái đề cho chiếc máy D35 của Trung Quốc bằng một chiếc máy nổ van. Thì nói chung rất tiện lợi, bởi vì khi mà mình chế như vậy á thì chạy bằng xăng và chúng ta có thể dùng lên là không ngồi đó các bạn ha. Bắt đầu anh dùng cho máy nổ lên, xong anh dùng cái một cái tay quay á, chế tay quay quay hút á, quay là bắt đầu tăng đưa cái lên, tăng đưa lên cho cái động cơ bắt đầu quay kéo cái D35 hay là bắt đầu cái D35. Rồi chúng ta cùng để